sẽ làm nhẹ nhàng. Chương trình dưới chân là tổ đây, khí, tổ mốt gì đó nha. Chương trình hái bình bát 9 cây. Cái bình bát 9 cây đây. Quá đã luôn. Chính luôn. Dính lại cái cùi lại luôn rồi. Nó phải ăn liền luôn rồi. Cái này là nhờ nó nằm gác ở trên cái lá đó, chứ thôi là nó rớt xuống luôn rồi. Nè, rồi kiếm coi còn cái đâu nó không, cán ngoài đó già đó. Chưa, quay trái bên bác lên chụp hình coi. Chín nứt nẻ luôn. Anh lựa cái lỗ anh đưa ra không, anh quay trái bên bác đúng rồi. Đúng rồi, quay để quay cái chiều đẹp đẹp á, đúng rồi. Rồi. Ăn luôn. Thơm quá. Cây bình bát